Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế từ ngày 31 tháng 3. Theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, du lịch sẽ được mở lại hoàn toàn qua tất cả cửa khẩu quốc tế từ ngày 31 tháng 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch VHTTDL vừa có văn bản trình Thủ tướng về báo cáo đề xuất lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế đảm bảo an toàn, hiệu quả. Theo đó, Bộ đề xuất lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế giai đoạn từ nay đến ngày 30 tháng 3 sẽ tiếp tục chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2. Trong đó mở rộng đối tượng đón, phạm vi đón khách, các địa phương đã tiêm phủ mũi 3, vùng xanh cho phép được đón khách. Thời gian này có thể xét nghiệm tại điểm đến cơ sở lưu trú, mở rộng địa điểm du lịch, khách du lịch có thể đến các vùng cho phép đón, không phân biệt khách nội địa với khách quốc tế, không hạn chế thời gian đi du lịch của khách Giai đoạn từ ngày 31 tháng 3 sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam in Baudu và đưa khách đi du lịch nước ngoài A à Baudu qua các tất cả các cửa khẩu quốc tế. Về quy định đối với việc đón khách du lịch quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định khách du lịch quốc tế phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 được công nhận ít nhất 14 ngày trước khi nhập cảnh hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh, có quy định riêng đối với trẻ em và người chưa tiêm đủ liều. Khách du lịch cần có chứng nhận xét nghiệm RT-PCR âm tính COVID-19 trong thời gian 72 giờ trước khi xuất cảnh. Mua bảo hiểm y tế có nội dung chi trả cho điều trị COVID-19 ở mức tối thiểu 50.000 USD. Các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành đều được tham gia đón khách. Theo Bộ đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế vì dự kiến đến tháng 3, Việt Nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng chống COVID-19, đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Nếu triển khai chậm hơn thời gian trên sẽ làm giảm sức hấp dẫn, thu hút khách quốc tế của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang chuẩn bị ban hành kế hoạch mở cửa, khôi phục du lịch quốc tế, văn bản nêu rõ. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, từ nay đến thời điểm dự kiến mở cửa là thời gian vừa đủ để các bộ, ngành liên quan điều chỉnh các quy định và ban hành hướng dẫn triển khai theo chức năng. Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch kịp hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông, xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm. Theo báo cáo về việc triển khai chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế, tính đến ngày 23 tháng 1, ngành du lịch đã đón trên 8.500 khách du lịch quốc tế đến 3 địa phương Phú Quốc, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, khách du lịch chủ yếu từ các nước Liên bang Nga, Uzbekistan, Kazakhstan, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Mỹ. Trong đó, Phú Quốc, Kiên Giang đón được 1.282 khách, Khánh Hòa đón được 7.000 khách, Quảng Nam đón được 239 khách. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!